chào mừng mọi người đã quay trở lại với vlog Chuyện của Hương. Ngày hôm nay thì Hương sẽ dẫn mọi người đi tham quan một ngôi đền có thể nói là rất là lâu đời, với số tuổi lên đến hơn 300 tuổi. Cạn Cháo Thiên nằm ở thị trấn Bắc Cảng, tỉnh Vân Lâm, Đài Loan. Ngôi đền được xây dựng vào năm 1694, tính đến nay là đã được hơn 300 năm tuổi rồi. Ngôi đền thờ thần Ma Trụ, đây là một vị nữ thần biển của Trung Quốc. Sau khi qua đời, bà như một vị thần hộ mệnh cho những người đi biển, những ngư dân và thủy thủ. Người ta cho rằng bà đã đi lang thang trên biển để bảo vệ người dân bằng những phép màu kỳ diệu. Bấy Càng Cháo Thiên Cung là ngôi đền Ma Chủ lớn nhất ở Đài Loan. Người dân đến đây để lễ bái quanh năm. Lễ hội thờ cúng lớn nhất là vào năm mới âm lịch đến tháng 3 âm lịch, đặc biệt là vào ngày 23 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày sinh của nữ thần Ma Trụ. Có rất nhiều người dân đến ngôi đền này để tổ chức lễ kỷ niệm. Vào khoảng thời gian này sẽ có một cuộc diễu hành với quy mô vô cùng hoành tráng. Lễ hội hành hương Ma Trụ là cuộc hành hương lớn nhất ở Đài Loan và được vinh danh là một trong ba lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới. Lễ hội hành hương kéo dài trong vòng 9 ngày 8 đêm với quãng đường dài lên đến 300 km, thu hút hàng triệu người tham gia, trong đó có cả khách du lịch. Thường vào các ngày thứ bảy, chủ nhật trong tuần, có rất nhiều người dân đến đây để lễ bái, có cả người già, thanh niên và cả trẻ con nữa. Hương đã đến đền vào ngày thứ bảy nên được thưởng thức rất nhiều hoạt động thú vị ở đây. Cửa hàng bán đồ lưu niệm nằm bên trong đền, đa số đều là đồ thủ công nên nhìn rất là bắt mắt. Còn đây là nơi mà chúng ta có thể viết các điều ước, mong muốn của mình lên đây với hy vọng mọi thứ đều suôn sẻ. Điều thú vị là Hương thấy có rất nhiều người Việt cũng đã gửi gắm mong ước của mình vào đây đó mọi người.
mới đi tham quan ngôi đền xong. Đây chính là ngôi đền nè mọi người. Và phía trước mặt ngôi đền đi xuống thì sẽ là phố cổ Bấy Cạn. Thì ở đây có rất là nhiều đồ bán, đồ ăn, đồ bánh trái các kiểu, cho nên là mình sẽ đi thử một vòng để xem như thế nào. Và cũng trộm vía nữa, trời thương mọi người ạ. Tại vì sáng nay khi mà mình đi á, thì trời mưa, mưa rất là lớn. Xong rồi sau đó mưa xong thì đến trưa thì trời lại rất là nắng. Nhưng mà may sao đến bây giờ là khoảng tầm 2-3 giờ chiều rồi á, thì trời nó bắt đầu mát lại và có gió nữa, gió hiu hiu thôi, rất là mát mẻ. Mọi người có thấy mấy cái con dễ thương ở đằng xa kia không? Nhìn từ xa thì tưởng là có bông đúng không? Nhưng thật ra nó là kẹo bông gòn đó mọi người. Vừa rồi Hương Thập mới thử một cái loại kẹo. Nó giống như là mình thấy bên trong là một lớp đường mạch nha, còn xong rồi bên ngoài nó sẽ áo một lớp đậu phộng nhuyễn á mọi người. Nó rất là béo, rất là thơm, ngon quá. Còn món ăn này là xiang trắng, lạp xưởng tươi của Đài Loan này mọi người. Phía đằng xa kia mình đang có một cây cầu màu đỏ và mọi người bây giờ đang lên trên đó để mà hóng gió và chụp hình rất là nhiều. Bây giờ Hương đang ở trên cây cầu màu đỏ rồi đây mọi người. Yeah. Cây cầu rất là dài và rất là to luôn á, mà đứng trên này gió nó thổi lồng lộng luôn, cực kỳ mát. Đây chính là quang cảnh nhìn ra từ cây cầu nha mọi người. Vlog ngày hôm nay của Hương đã kết thúc rồi. Hy vọng là Hương đã giúp cho mọi người khám phá một vòng về ngôi đền hơn 300 tuổi ở Bấy Cạn và một chút về phố cổ ở đây nữa. Nếu mọi người thích vlog ngày hôm nay thì đừng quên cho Hương một like, một share và nhấn nút đăng ký của Hương ở phía dưới nữa. Bởi vì Hương sẽ còn rất nhiều những vlog hay và thú vị ở Đài Loan để cho mọi người đi du lịch xuyên không tới Đài Loan nha. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp mọi người trong những vlog tiếp theo. Bye bye.